Tiếp tục chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn, có tên là Tuyền Lê Đan nha mọi người. Đây là dòng phần về mình đã kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn đã chọn mua một em khoai tây xanh, một em soda xanh, một em thu uống chai. À, cái em thu uống này lúc mà mình cập nhật đó mọi người thì là giá của nó là mình cập nhật lộn của cái em size chung là 19.600 đồng ấy, nên là bạn lỡ mua với cái giá là 19.600 đồng thì là mình sẽ bù lại một cụ washi tape với giá là 3.000 mấy á, là hơn một cái giá của em này đúng rồi ha. Đó, và mình mua một em thu uống thọ, em này thì mình cập nhật giá đúng, chỉ có em này là tí mình sẽ cập nhật lại giá cho nó đúng ha mọi người ha. Đó, nên mình bù lại rồi. Nên là khi bạn nhận hàng thì mình mong bạn thông cảm và biết ha. Tiếp tục thì bạn có chọn mua 5 cục washi băng keo, một băng đa 4 xanh, một ngôi sao, một hai kẹo chất sốt, một macaron ngọt rất là mềm và chậm tăng, một bánh tiêm kèm hộp, và cuối cùng là một em bánh sâu. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Mình sẽ tặng cho bạn một em sushi chế bánh nha. Bây giờ mình sẽ sắp xếp cho nó gọn gàng một chút rồi mình nóng đơn mọi người. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong, cảm ơn bạn đã mở shop nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Lê Ngọc Bích Hoa nha mọi người. Đây là phần sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn có mua bên mình đó chính là 10 em sushi ngẫu nhiên. Mình đã cho bạn một em trứng, một em khiên. Thì những em mà kiểu như là combo 10 em và combo 20 em thì mình đã bán giá rẻ hơn rồi, nên là mình không có hỗ trợ bao bì nữa nha mọi người. Mọi người thông cảm giúp mình. Với lại là những em bao bì, những cái sushi á là mình lấy cho các bạn thì hầu như đều là mình đã thay bao bì kính, vẫn còn vẫn xài ok ha. Đó. Đó, một em vịt, một em bánh mì con. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại ha. Bạn này cũng là một bạn khách quen bên shop mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Lê Phương Ngọc nha mọi người. Và đây là phần bao bì và phần sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Và bạn có chọn mua mình đó sẽ là một em bắp con, cái này là 35 ha. Tiếp tục thì bạn có chọn mua hai em đậu hũ. Hai em đậu hũ này rất là cơ luôn. Mình sẽ một em màu xanh và một em màu hồng ha. Để bạn mua một em thu uống chai, một em soda xanh, và cuối cùng là một em cà rốt ngọt. Và đơn hàng của bạn đã xong nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn đang mở sắp mình nha. Tiếp tục là đơn hàng của một bạn có tên là Bảo Châu nha mọi người. Đây là phần bao bì mình đang kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn đã chọn mua mình đó chính là một em kỳ lân nhật. Em này là mình đã có nói là nó có một chút khuyết điểm nha, nên là mình vẫn có bù cho bạn một cái sticker, hai cái sticker nữa. Tiếp theo là một em đào nhật, em này rất là xinh luôn. Và cuối cùng là một em icon ha. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong. Giờ mình sẽ đóng đơn hàng của bạn là luôn ha. Cũng có rất là nhiều bạn thích mình đóng hàng á. Nếu mà có thời gian mà kiểu như sẵn đi mẹ này kia rồi thì mình sẽ đóng ha. Rồi, cảm ơn bạn đồng hộ sắp mình nha. Tiếp tục là đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Việt Quỳnh nha. Đây là phần sticker mình tặng kèm. Bạn chọn mua em bánh tim kèm hộp. Tiếp tục là hai cụ washi băng keo ha. Một em donut cốm này. Cuối cùng là một sushi mini ngẫu nhiên. Rồi, đơn hàng của bạn đã xem. Sẽ... cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha.
Đơn hàng của bạn có tên là Nguyễn Việt Quỳnh nha mọi người. Rồi, và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn có mua hai sản phẩm, một em bánh hoa và một em cupcake. Và đơn hàng của bạn đã xong ha. Đóng được, đặt đều luôn. Cảm ơn bạn đã mua sắm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Đặng Nguyễn nha mọi người. Đây là phần bao bì mà mình tặng kèm và phần sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn luôn ha. Rồi, mở cái bao bì xuống nè. Đầu tiên là bạn có chọn mua một em bánh vòng. Đây để mình kiểm tra là xem em này nó có lỗi nặng không ha. Đây, em này thì nó bị hơi có khuyết điểm này. Tại vì mình còn đúng một cái cho cái đơn hàng của bạn luôn. Nên là mình cho một cái sticker vô ha. Hai cái sticker vô để bù. Một bánh bao và một em rùa đen quai. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua sắm mình nha. Tiếp tục là đơn hàng của một bạn có tên là Trương Hoàng Tường Vy nha mọi người. Và đây là phần bao bì bạn ấy mua. Bạn ấy mua hai cái bao bì, một cái bao bì thỏ và một cái bao bì gấu ha. Tiếp tục là phần sticker và phần bao bì mình tặng kèm cho số xì của bạn. Bạn có mua một em cù cắm bút. Tiếp tục là hai em bánh tròn siêu trọng tăng. Tiếp theo là một em set sticker 6 tấm truyền thống. Một set sticker 4 tấm. Và cuối cùng là một set sticker 6 tấm trong suốt ha. Rồi, và đơn hàng của bạn đã xong. Bây giờ mình sẽ đóng gói đơn hàng của bạn vào luôn ha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Thanh Minh nha mọi người. Đây là phần bao bì và phần sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn luôn ha. Bạn đã chọn mua một em bánh sandwich Minion, một pancake 12, một sushi mini ngẫu nhiên, một donut hoa, một chân mèo và một cái bánh sâu. Cuối cùng là một em bánh tròn màu sắc ha. Rồi, và đơn hàng của bạn đã xong thì mình sẽ đóng đơn hàng của bạn vào luôn nha. Cảm ơn bạn đã mua sắm mình nha. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Mai nha mọi người. Đây là phần bao bì và phần sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn ha. Rồi. Đầu tiên là bạn có chọn mua cho mình đó chính là một em quái vật cắm bút rất là xinh. Một em khiên, em này mình đang siêu còn 13.500 hay sao ấy. Sắp xếp lại một chút. Tiếp tục là một em donut chất xốp, một cupcake, một máy game, một em icon, một em vịt mỏ chung xinh ha mọi người. Và cuối cùng là một em bánh tim. Bạn muốn chọn một em bánh tim không kèm hộp thì mình cũng có phân loại hàng đó nên là mình đăng cho bạn mua luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đóng cái đơn của bạn vào. Cảm ơn bạn đã mở sắp mình nha.